Còn chơi chả cái gì hay là tại sao nó lại hót vậy? Chả hiểu. Thôi, ok. Yo, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái dạng bài tập của môn lý thuyết đồ thị. Đúng nhé. À đúng rồi, môn lý thuyết đồ thị. Thì đây là cái dạng bài tập mà đó là chúng ta sẽ tìm cái luồng cực đại. À, có thể gọi là bài tập luồng cực đại đi, vậy đi. Thì chúng ta sẽ tìm cái luồng lớn nhất của cái đồ thị này. Tất nhiên thì cái luồng ở đây thì người ta chưa cho thì nó chưa có là lớn nhất rồi. Thì đây sẽ là cái đề bài của mình. Chúng ta sẽ có một cái đồ thị G với những cái đường đi bú lô xua và những cái con số này. Thì để mình nhắc cho các bạn một chút xíu. Trên cái đường đi này, ví dụ đường này đi, chúng ta sẽ có hai giá trị. Một cái người ta sẽ gọi nó là luồng, ký hiệu là F. Người ta sẽ gọi nó là luồng, ký hiệu là F. Và một cái sẽ là C, có nghĩa là khả năng thông qua, có tên gọi tiếng Anh là capacity. Thì thông thường á, thằng luồng nó sẽ nằm ở trên và capacity sẽ nằm ở dưới, hay cũng có thể là ví dụ như thằng luồng nó sẽ nằm ở bên đây và thằng capacity sẽ nằm bên đây chẳng hạn. Nhưng mà nói chung thì nó đặt kiểu nào thì cũng kệ nó, để tránh trường hợp như các bạn thấy cái đề thì nó các bạn sẽ hỏi là ơ tôi là ai, đây là đâu, mày là ai, chúng ta đang thi môn gì vậy. À, để tránh trường hợp đó thì các bạn cứ nhớ cho mình một cách rất là đơn giản. Thì thí dụ như cho hai số 15, 11 đi. Thì các bạn luôn nhớ thằng nào nhỏ nhất thằng đó sẽ là F. Còn thằng còn lại sẽ là C, có nghĩa là thằng lớn nhất đó. Ok, vậy ha. Thì đây là cái đề. Chúng ta sẽ tăng luồng của cái đồ thị G này. Thì để làm một cái bài tập về cái luồng cực đại thì chúng ta sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất á thì rồi ok. À, đừng để ý cái này nha. Đấy. Ok. Chúng ta sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất. Không, 3 bước chứ. À, 3 bước. Bước thứ nhất chúng ta sẽ xây dựng cái đồ thị luồng từ cái đồ thị cho trước là đồ thị G đó. Thì các bạn sẽ chú ý cái điều này, trên cái đường đi đó đó thì sẽ có thằng F và thằng C đúng không? Thì trường hợp thứ nhất nè, chúng ta sẽ có thằng F nó bằng thằng C. Thì có nghĩa là những cái trường hợp này á, sẽ giúp chúng ta như là xây dựng cái luồng trên những cái đường đi mà của đồ thị G. Thì nếu mà thằng F bằng thằng C thì chúng ta sẽ đảo chiều mũi tên và ghi giá trị luồng là F. Ví dụ như ta có thằng A qua thằng B với đường đi thế này, nó có F bằng 5 và C cũng bằng 5, thì đường đi của nó sau khi xây dựng luồng sẽ bị đổi lại, đổi chiều lại, và giá trị ở đây chính là thằng F. F. Trường hợp thứ hai, nếu F bằng 0 thì chúng ta sẽ giữ nguyên chiều của mũi tên và ghi giá trị luồng là C. Đây, ví dụ như là A sang B với đường đi thế này, có F bằng 0, C bằng 2, thì ở đây đường đi sẽ được giữ nguyên và giá trị bây giờ sẽ là của thằng C. Đây, capacity. Trường hợp thứ ba là F nhỏ hơn C. Thì chúng ta sẽ có chia ra được hai đường. Đường thứ nhất là cái đường cũ là cạnh cũ đó, thì sẽ có giá trị là bằng với C trừ F, và cạnh mới sẽ ngược lại với cạnh cũ và có giá trị là F.
Ví dụ ở đây là A sang B với đường đi vậy, có F là 2, C là 5. Ở đây thì F nhỏ hơn 5, nhỏ hơn 5, à C đó. Thì đường đi cũ sẽ có giá trị là bằng C trừ F là 5 trừ 2 sẽ là 3. Và cái đường đi mới xuất hiện ngược chiều lại với đường đi cũ và có giá trị là F đây. Có nghĩa là cho dù thế nào thì hai này cộng lại vẫn là bằng 5. Nếu mà nó khác 5 thì có nghĩa là sai rồi đó. À, không có trường hợp F lớn hơn C nha. Tại vì cơ bản là F phải luôn nhỏ hơn C rồi, hoặc là phải bằng C. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ chọn một đường đi S đến T là điểm nguồn đến điểm thu đó, thông qua các đỉnh trung gian trên đồ thị luồng. Bước 3 là chúng ta sẽ chọn trọng số K nhỏ nhất. What the fuck happened? What the face? Chúng ta sẽ chọn cái trọng số K nhỏ nhất trên các cạnh của lối đi và tăng luồng dọc theo đường đi. Nếu cùng chiều thì sẽ tăng theo K, ngược thì giảm theo K. Luồng này sẽ được tăng trên đồ thị G, cho ra đồ thị G1. Thì nói chung á, các bạn sẽ chú trọng cái chỗ này. Ở đây thì một lát mình làm bài thì sẽ rõ thôi. Chú trọng cái chỗ này. À, quay lại với đề. Thì đây, chúng ta có đồ thị G thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ hai là cái bước tăng xây dựng luồng. Đây. Chúng ta sẽ áp dụng cái trường hợp ơi cái bàn nhỏ vậy đi. Ở đây, đây, F qua 2 với cái trường hợp là F bằng C đúng không? Luồng sẽ bị đảo và giữ nguyên giá trị là F. Ở đây S sang 3 thì 3, 5 có nghĩa là F. F nhỏ hơn C. Đây, F nhỏ hơn C cạnh cũ sẽ là C trừ F. Cạnh mới ngược lại có giá trị là F. Đây. Cạnh cũ. C trừ F 2. À. C trừ F cạnh mới ngược lại có giá trị là F đấy. Ok. F sang 4. Ở đây vẫn là cái trường hợp F nhỏ C đúng không? C 15 trừ 11 là 4 F. Rồi. Tiếp theo 2 sang 5 69 F nhỏ C 2 đường. Không 15. Ở đây sẽ rơi vào trường hợp F bằng 0, giữ nguyên chiều mũi tên và ghi lại giá trị luồng bằng C. Giữ nguyên chiều mũi tên. Bằng C. Ok. Đây, 1, 6.
bằng C trừ F 5 1. Rồi, ok. Theo sẽ là 4 sang 7. À, tính ra làm cái nhà bài tập này nó mệt hết nha. Ở đây sẽ là F bằng C, đảo chiều mũi tên và ghi giá trị là F. Tiếp theo 8 và 10 chia ra 2 đường. Đây sẽ là 2, đây sẽ là 8. Ta rồi, ok. C. Rồi. Vậy là chúng ta vừa làm xong cái bước 1 xây dựng đồ thị luôn. Thì chúng ta sẽ đặt cho cái đồ thị này tên là GF đi. Đồ thị xây dựng luôn. Ok. Bước 2, chúng ta sẽ chọn một đường đi từ S đến T thông qua các đỉnh trung gian trên đồ thị luôn. Chọn một đường đi từ S đến T. Đây thì mình sẽ chọn là S. Nghĩa là khi mà chúng ta đã làm được cái đồ thị xây dựng luôn này nè, chúng ta sẽ được những cái mũi tên này. Thì chúng ta sẽ chọn một cái đường đi từ S đến T thông qua những cái đường đi này. Chúng ta không đi được ngược chiều được nhé. Đây chúng ta sẽ chọn, mình sẽ chọn, mình dùng viết đỏ dễ cho các bạn dễ hiểu nha. Chứ nếu mà đi làm bài thì không nên xài viết đỏ. Tất nhiên là xài viết đỏ sẽ làm cho giảng viên bị, giáo viên bị bối rối, không biết phải làm thế nào. Thì mình sẽ chọn cái đường đi là F sang 3. 3 sau đó cho nó rẽ lên 2. 2. Rồi cho nó đi qua 5. 5 chạy xuống đây. Xuống đây. À, ok. Đây. Có nghĩa là mình sẽ đi theo đường là S sang 3 và theo cái mũi tên này. 3 sang 2 theo mũi tên này. 2 sang 5 theo đường này. Và 5 sang T theo đường này. Đấy. Ok. Bước tiếp theo là chọn trọng số K nhỏ nhất trên các cạnh của lối đi.
Ok. Chọn trọng số K thì đây từ 2 xa từ S sang T đường này. Thì sẽ có trọng số là đây đường này là 2, 4, 3 và đây là 4. Đây sẽ có cái trọng số K nhỏ nhất là hằng số 2. Và tăng luồng dọc theo đường đi. Nếu cùng chiều thì tăng theo K, ngược thì giảm theo K. Luồng này sẽ được tăng trên đồ thị G, cho ra đồ thị G1. Rồi, ở đây mình sẽ vẽ lại cái đường đi màu đỏ này ha. Này, cái đường đi của mình đây. Chúng ta sẽ tăng luồng theo cái đường đi màu đỏ này. Cùng chiều thì tăng, ngược thì giảm. Ok, thì đến lúc này thì các bạn sẽ nhìn qua cái đồ thị G, cái đề bài mà người ta cho theo cái đường đi này. S sang 3 đường đi này. Đây, nó cùng chiều với cái đường đi này. Cùng chiều thì ở đây luồng sẽ được tăng theo trọng số K, có nghĩa là 3 sẽ được cộng thêm 2 sẽ được bằng 5. Capacity chúng ta ghi lại. Ở đây thì mình sẽ ghi những cái con số mà nó thay đổi theo cái đường thôi nha, để đỡ tốn thời gian. Còn những cái kia thì các bạn vẫn phải ghi lại, mặc dù nó không có thay đổi gì hết. Đây, S sang 3 theo đường đi này được tăng lên 2. Tiếp theo sẽ là 3 sang 2. Đây, 3 sang 2 thì sẽ bị ngược chiều. Mặc dù là trong đồ thị xây dựng luồng thì nó được, do mình xây dựng luồng và nó có cái đường đi này, nhưng mà trong đồ thị G thì nó đã ngược chiều. Ngược chiều nên chúng ta sẽ trừ đi cho 2, trừ theo trọng số K nhé. Ở đây chúng ta luồng chúng ta sẽ còn 2, capacity vẫn là 4. Tiếp theo sẽ là 2 sang 5 cùng chiều. Cùng chiều sẽ được tăng lên 2 là 5, 6. Lộn. Ở đây 6 với 9 chứ. Ở 9 tăng lên 2 là 8. 8 với 9. Đó. Xin lỗi các bạn nha, mình nhầm xíu. Tiếp theo sẽ là hằng 5 chạy vô T. Chiều, nó cùng chiều. Cùng chiều thì được cộng 2. 8 10. Ok. Đây là cái đồ thị G1 của chúng ta khi mà chúng ta đã tăng cái luồng lên cho nó. Đây, chúng ta sẽ tính toán nha. Ban đầu á thì cái luồng, tổng luồng của cái đồ thị này ở đây là 10. Tổng luồng á là chúng ta sẽ tổng cộng hết tất cả giá trị S của S và T. Ở đây S thì sẽ bằng 10. Ở đây 11, 10 với 11 là 22, 22 cộng 3 là 24, ok, 24, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 10 với 8 là 18, 24, S và T, 24. Tất nhiên điều kiện là S, giá trị của S và giá trị của T phải luôn bằng nhau nha, có nghĩa là S thì bằng 24. Đây, giá trị đi ra của S bằng 24 thì giá trị đi vào của T vẫn phải bằng 24. Thì sau khi mà chúng ta tăng luồng lên, ở đây là 10 đúng không? Ở đây là 10, ở đây là 11. 10 với 11 á là 22. Ồ, 21. 21. 21 với 5 là được 26. S bằng 26. T thì ở đây là 8, ở đây là 10. 8 với 8 ở đây là
16 với 10 là T bằng 26. Ok. Vậy là chúng ta đã tăng luồng đúng. S bằng T có nghĩa là kết quả chúng ta đã làm ra là đúng. Đây. Giá trị. Giá trị luồng 24 tăng lên 26. À, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có đồ thị G1 rồi đúng không? Xuống đây. Đây chính là cái đồ thị G1 của chúng ta vừa mới tăng. Đây, G1. Chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái bước mà chúng ta vừa mới làm. Đấy. Còn tìm được cái đường đi màu đỏ khi mà chúng ta xây dựng luồng nữa. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái bước 1. Đây, bước 1 xây dựng đồ thị luồng từ đồ thị cho trước. Ở đây sẽ là đồ thị cho trước là G1. Mập nhất là làm cái khúc này nha. Ok. Này. 10.
sẽ là Mai Vũ Nguyên là 4. Hai đường là 19. 11. Thần linh ơi, mệt. Ok, chúng ta đã xây dựng luôn của cái thằng G1 xong. Thằng này tên là G1F. Tiếp theo bước 2, chọn một đường đi F đến T thông qua các đỉnh trung gian trên đảo Hy Lồ. Tìm ương đi. Đây, mình sẽ cho nó đi đây từ S sang 4. S sang 4, sau đó sang 7. Nè, sau đó sang 7. 7 rồi chạy ngược lên 3. 3 rồi đi lên đây. 2 sẽ chạy vào 5. 5 sẽ chạy vào T. Ok. Thấy nó giống con gì hơn là cái đường ha. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ là cái đường này. Này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước 3. Chọn con số k nhỏ nhất trên các cạnh của lá đi và tăng luôn dọc theo đường đi, còn chưa tăng ngược thì giảm. Ok, okay. Chọn con số nhỏ nhất. Đây, cái đường đi thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ S sang 4. Nó sẽ đi đường này, cái giá trị là 4. 4 sang 7 đi theo đường này 19. 7 sang 3 thì đi đường này, giá trị là 5. 3 sang 2 giá trị là 2. 2 sang 5 giá trị là 1. 5 sang T, giá trị ở đây là 2.
K2. Và hàng 1 sẽ là hàng tổng số K, nó là hàng nhỏ nhất. Tăng luồng hàng đi đây. Từ S sang 4 cùng chiều. Cùng chiều chúng ta sẽ được tăng hai tổng số K, thì lúc này sẽ là 12 và 15. À, ok, 12 và 15. 4 sang 7 chiều. Cùng chiều 11 với 30 sẽ được tăng lên là 12 với 30. Ở đây 7 sang 3 F 1 1 sẽ được tăng lên là 2. 2 với 6. Ok. 3 sang 2. 3 sang 2 ngược chiều nhé. Ngược chiều. Quét. Đi ngược chiều hả con? 1 4. Ok. 2 sang 5. 2 sang 5 cùng chiều, lúc này sẽ là tăng lên 1 là 9. 9. 5 sang T cùng chiều sẽ là 9, 10. Hay đồ thì chúng ta sẽ xin ra một đồ thì khác, đặt tên nó là G2 đi ha. Ok. Đây, cái đồ hiệu G2 của chúng ta đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng. Rồi. Ok. Ở đây. Ở đây sẽ là 3 với 12. Đây sẽ là 2, đây sẽ là 4. Chiều giá trị 9. Đây sẽ là 1, đây sẽ là 9. Đây là 2.
What the hell do you thought, right? Chúng ta sẽ bước, chúng ta sẽ thực hiện bước 2. Mình sẽ cho nó đi từ F sang 4 sang 7. Ở đây mình bị thiếu một đường. Đường này không đi được nữa. Xuống đây. Rồi chạy qua đây. Nó sẽ vẽ là cái đường màu đỏ. Nhìn hài phết. Ok. Tiếp tục với bước 3. Chọn tổng số ca nhỏ nhất trên các cạnh của lá đi và tăng lần dọc theo đường đi, cùng chiều tăng và chiều giảm. Cùng chiều thì tăng và chiều thì giảm. Chọn tập số nhỏ nhất cái đã. Cái gì chúng ta sẽ tăng lùi, đây là G2F ha. Ok, cái gì đó không ổn. Đây nè, phải quá một chứ còn chiều mà. Đây sẽ là 9. Ok, đây thì chúng ta sẽ có được hệ G3. Rồi thì G3 của chúng ta đây. Xử lý đường nào.
đúng ta à đúng rồi. Xe này chính. Sẽ là 15. Đây là 15. Em sẽ là 9. Ok, thì ta sẽ tìm đường đi. Mình sẽ cho nó đi từ F. Đi từ F ha. F sang 4, sang 7, sang 3. Ok, thì đến đây thì cái bài toán của chúng ta đã phải dừng rồi, do chúng ta không còn tìm được cái đường đi nào nữa. Đây, tới đây thì không còn mũi tên nào để đi nữa, thì toán chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Ở đây mình quên ghi nữa. Đường 26 tăng lên đây 2 5 đây là 10 5 10 12 à, tăng lên 27. Kết quả của bài toán chúng ta là giá trị luồng sẽ tăng từ 24 lên 28. Đây, như là bài toán chúng ta kết thúc. Đây, cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy hay thì hãy like và share. Và hãy subscribe kênh của mình để cập nhật những clip chiến gió khác nhé.